Đường thập giá là con đường cận hiến, đường hy sinh cho đến lúc cuối cùng. Trên thập hình trước giây phút lâm chung, vì quá đỗi yêu ta Ngài đã trả. Để hôm nay trước tình yêu cao cả, hứa một lòng trung tín với Giê-xu, dẫu bước đi trên những lối sương mù, vẫn trung tín cho đến ngày chung cuộc. Kính thưa quý vị, Kinh Thánh trong Giăng đoạn 19 từ câu 17 đến câu 18 phần A có chép rằng Đức Chúa Giê-xu vác thập tự giá mình tại nơi gọi là cái sọ, tiếng Hebrew gọi là Golgotha, thấy đó là chỗ họ đóng đinh Ngài. Đỉnh điểm của thập tự giá là tình yêu. Thập tự giá nơi đồi Golgotha là nơi con trời đổ huyết. Tại nơi đó Chúa đã chịu chết cách đau thương và sỉ nhục bởi vì tội lỗi chúng ta. Tại nơi đó Chúa vui mang thập hình con ai xót thương. Thánh nhạc nơi đồi Golgotha sẽ do Mỹ Huyền và Diễn Quyên trình bày. Xin mời quý vị cùng